Vi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart ngày hôm nay. Quý vị thân mến, là một thương hiệu đã nổi tiếng từ rất lâu, Electrolux luôn mang tới cho người dùng những sản phẩm được đầu tư cả về chất lượng và bên cạnh đó là đầu tư cả về mặt hình thức vô cùng sang trọng và bắt mắt nữa. Và nếu như quý vị sở hữu một chiếc tủ lạnh Electrolux thì quý vị sẽ được trải nghiệm một sản phẩm vô cùng đẳng cấp cả về chất lượng và hình thức. Và ngày hôm nay, Thùy Vi sẽ cùng giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc tủ lạnh như vậy đến từ thương hiệu này với mã sản phẩm là EHE6879AB Inverter để xem là chiếc tủ lạnh này của chúng ta sẽ có những ưu điểm gì vượt trội. Tủ lạnh 4 cửa Electrolux EHE6879AB 617L NutriFresh Inverter có bề mặt bên ngoài hoàn thiện sáng bóng nhưng lớp bên dưới dạng phay xước ngang kết hợp với màu xám lông chuột, từ đó sẽ khó thấy những vết bám vân tay cũng như những vết bẩn mờ trên bề mặt. Sản phẩm không những đem đến tiện nghi cho căn bếp gia đình bạn mà còn góp phần tô điểm cho căn hộ bạn thêm sang trọng. Ngăn lấy nước mát được tủ lạnh bố trí ở vị trí bên ngoài như thế này sẽ giúp cho chiếc tủ lạnh của chúng ta hoàn toàn tiết kiệm điện năng và chúng ta sẽ không phải lo lắng hóa đơn tiền điện của chúng ta cuối tháng tăng vọt vì việc là chúng ta cứ mở cánh cửa tủ lạnh ra vào nhiều lần nữa. Với tổng dung tích của chiếc tủ lạnh này là 617 lít và sẽ phân bổ ra như sau. Ngăn mát của chúng ta sẽ có dung tích là 413 lít. Ngăn giữa sẽ có dung tích là 80 lít. Và ngăn đông sẽ là 188 lít. Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể thỏa thích đựng được rất nhiều thực phẩm. Và với dung tích như thế này thì chiếc tủ lạnh này sẽ phù hợp với những gia đình nào có trên 7 thành viên. Với chiếc tủ lạnh này thì ngăn làm đá sẽ ở bên trong và chúng ta sẽ có một quá trình làm đá rất thông minh khi tủ lạnh sẽ tự lấy nước ở ngăn chứa nước và làm đá cho chúng ta. Và nếu như chúng ta muốn lấy đá thì hãy đóng cánh cửa tủ vào và chúng ta sẽ chọn hai chế độ, đó là cover, đó là đá to, và crush sẽ là đá xay. Chiếc tủ lạnh này sử dụng ngăn kề flex door giúp bạn có thể di chuyển linh hoạt các ngăn với nhau cho phù hợp với nhu cầu lưu trữ. Các khay cho phép bạn dễ dàng bảo quản từ đồ ăn thông thường đến những chai lọ nhỏ hay các đồ vật có hình dạng kích thước đặc biệt. Ngăn test lock với gờ cao su khép kín cùng công nghệ cân bằng độ ẩm Auto Humidity Control giữ trái cây và rau củ tươi ngon lâu hơn. Với dung tích nhỏ nhất trong chiếc tủ lạnh này thì ngăn này là ngăn thông minh nhất và Vi nghĩ là các bà nội trợ sẽ cảm thấy thích thú nhất với ngăn này. Đây là ngăn đa năng FreshFresh với tính năng Ultra Chin cấp đông mềm thực phẩm ở nhiệt độ là âm 2 độ và chúng ta hoàn toàn có thể lấy thực phẩm từ ngăn này ra nấu ngay mà không cần giã đông, rất thông minh. Với tính năng đông mềm Ultra Chin, thực phẩm khi bảo quản bên trong tủ lạnh được bảo quản ở nhiệt độ âm 2 độ. Mức nhiệt này lý tưởng để thực phẩm tươi sống, giúp tươi ngon lâu hơn và đặc biệt là cho phép bạn nấu ngay mà không cần giã đông. Chiếc tủ lạnh này được trang bị công nghệ NutriFresh Inverter sẽ giúp cho chiếc tủ lạnh vận hành êm ái, không gây tiếng ồn khó chịu và bền bỉ với thời gian. Công nghệ này còn cho hiệu quả tiết kiệm điện năng tiêu thụ đáng kể, giảm hao phí điện năng nên bạn không cần phải lo lắng hóa đơn tiền điện cuối tháng phát sinh nhiều nữa. Công nghệ làm lạnh đa chiều sẽ giúp cho chiếc tủ lạnh có thể điều hòa không khí đi khắp mọi nơi và giữ nhiệt độ ổn định hơn. Cùng với đó là không khí sẽ đi được vào khắp các ngóc ngách ở bên trong tủ của chúng ta. Nhờ vậy mà mọi vị trí trong tủ lạnh đều được duy trì ở một nhiệt độ làm lạnh ổn định. Khi đó thực phẩm của bạn bảo quản bên trong sẽ được bảo quản đồng đều, không bị hiện tượng chỗ quá lạnh đóng đá, chỗ thì hơi lạnh yếu dẫn đến hư hỏng thực phẩm. Hệ thống TwinTech với hai dàn làm lạnh độc lập giữa ngăn mát và ngăn đông sẽ giúp cho nhiệt độ của chúng ta luôn ở trạng thái ổn định và đặc biệt hơn nữa là sẽ không làm lẫn mùi ở các ngăn. Electrolux EHE6879AB tích hợp công nghệ Test World giúp loại bỏ 99,8% vi khuẩn và những mùi khó chịu bên trong khoang tủ để tủ lạnh luôn tươi mát và vệ sinh. Nhờ đó tất cả các thực phẩm khi bạn bảo quản trong tủ lạnh sẽ không bị lẫn mùi hay át mùi của nhau. Với tất cả những thông tin mà Thùy Vi vừa mới chia sẻ tới quý vị và các bạn về chiếc tủ lạnh Electrolux này với thiết kế vô cùng sang trọng đẹp mắt, cùng với đó là rất nhiều những công nghệ hiện đại tiên tiến được trang bị thì Vi nghĩ là 40 triệu đồng và quý vị bỏ ra để mua chiếc tủ lạnh này là hoàn toàn xứng đáng đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì quý vị còn được hưởng chế độ bảo hành 24 tháng cùng với bộ quà tặng trị giá lên tới 1,7 triệu đồng nếu như quý vị đặt mua ngay hôm nay. Còn chần chừ gì nữa? Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy luôn luôn theo dõi những chương trình của chúng tôi để quý vị có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất, tốt nhất, phù hợp nhất với gia đình mình. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.